Hội ngộ tình lai không biên giới miền Nam California tháng 8/25/2012. Ban tổ chức chúng tôi xin chân thành cảm ơn các bạn hữu xa gần đã bỏ thời gian và vật chất quý báu để đến tham dự đêm hội ngộ, dạ tiệc, ca nhạc, khiêu vũ, tình lai trong bầu không khí sống động và vui tươi, để làm tăng thêm phần long trọng hơn trong đêm hội ngộ này. Ban tổ chức chúng tôi xin chân thành cảm ơn đến các quý vị bảo trợ, các vị ẩn danh và một số anh chị em đã làm việc rất âm thầm để cho đêm hội ngộ tình lai này được thành công tốt đẹp. Kính thưa anh chị em, với tấm lòng quảng đại và bao dung của quý vị, ban tổ chức chúng tôi xin khắc dạ ghi tâm và hẹn tái ngộ cùng quý vị vào tháng 8/10/2013 tại Denver, Colorado. Ban tổ chức miền Nam Cali chúng tôi xin chân thành cảm tạ. Chiến cha trở về quê cha, bỏ lại sau lưng những đứa con lạc loài, những đứa con mang hai dòng máu cho người đời xa lánh biệt khinh. Sau cuộc chiến thôi hết rồi cha ơi, còn gì đâu cha, xa cha mẹ khổ rồi, oán trách ai biết ai mà oán, những tuổi hờn khôn lớn cùng con. Xa khuất chân trời, con giận đời nhất nghĩa mồ côi, đời nỗi trôi nay dày mai đó, sống âm thầm với những niềm đau. Cha ơi cha, nay ở phương nào, sao không về quê mẹ tìm con, tình phụ thân ai người chia sẻ, hỏi sao dòng đời lâm trái ngang. Sau cuộc chiến cha bỏ mẹ ra đi, mẹ thường bi quan đau khổ ngậm ngùi, đêm trắng đêm ôm con mẹ khóc, cha vô tình quên hết rồi sao. Con giận đời ghét nghĩa mồ côi, đời nỗi trôi nay dày mai đó, sống âm thầm với những niềm đau. Cha ơi cha, cha ở phương nào,
sao không về quê mẹ tìm con? Tình phụ thôn ai người chia sẻ, hỏi sao dòng đời lắm trái ngang. Sau cuộc chiến cha bỏ mẹ ra đi, mẹ thường bi quan đau khổ ngậm ngùi, đêm trăng đêm ôm con mẹ khóc, cha vô tình quên hết rồi sao. Đêm trăng đêm ôm con mẹ khóc, cha vô tình quên hết rồi sao. Đêm trăng đêm ôm con mẹ khóc, cha vô tình quên hết rồi sao. Trân trọng đến tất cả các bác, các cô chú, các anh chị và toàn thể quý vị đang có mặt trong chương trình hội ngộ tình lai được tổ chức tại Westminster. Vâng, thưa quý vị, rất là hân hạnh cho Liêm. Đây là lần thứ tư Liêm được ban tổ chức mời để cộng tác và đặc biệt là cho cái vinh dự đứng trên sân khấu để làm người MC trong cái chương trình hội ngộ tình lai. Và cứ mỗi một cái lần gặp gỡ như thế này thì thưa quý vị, rất là hạnh phúc. Nhưng bên cạnh cái nỗi hạnh phúc đó thì chúng ta vẫn nhớ lại những mất mát đau thương. Gần mới thấm thoát mới đây mà đã hơn 37 năm, chiến tranh Việt Nam đã lùi vào trong trang lịch sử. Chúng ta cứ những tưởng rằng những dấu vết mà chiến tranh đã gây ra đã được phai nhòa với thời gian. Nhưng chắc chắn nỗi đau thương mất mát của những người con mang hai dòng máu Mỹ Việt đã trở thành một cái ký ức trong mỗi con người của chúng ta. Và nỗi đau thương mất mát hơn hết nữa, đó chính là những người mẹ, những người đã cứu mang, những người con mang hai dòng máu. Mẹ phải sống trong sự ruồng rẫy của gia đình, của xã hội, nhưng dù trong hoàn cảnh nào thì mẹ vẫn nuôi dưỡng chúng ta nên người. Và ngày hôm nay, trong cái bầu không khí rất ấm cúng tại nhà hàng Moonlight, Hoàng Linh muốn mời tất cả các anh chị em của chúng ta hãy gói ghém những tình thương sâu sắc nhất tận đáy lòng của mình dành cho mẹ bằng một tràng pháo tay thật lớn, được không ạ? Cảm ơn. Và con cũng xin được thay mặt tất cả các anh chị em lai trên toàn quốc xin chúc tất cả những bà mẹ của chúng con lúc nào cũng được dồi dào sức khỏe và sống bình an trong tâm hồn bên cạnh con cháu của mình. Và kính thưa quý vị, nỗi mất mát đau thương nào rồi cũng được đền bù, bằng chứng là tất cả chúng ta đã được tìm đến với bến bờ tự do, đã được tìm đến với quê cha đất tổ. Những đau thương của quê mẹ đã là cái nền tảng để anh em chúng ta vượt qua tất cả và chúng ta có được ngày hôm nay. Mặc dù mình nhìn lên thì chưa chắc gì mình đã bằng ai, nhưng mình nhìn xuống một chút thì chắc chắn là mình đã hơn rất nhiều người, và đặc biệt là hơn những người anh em của chúng ta cùng chung số phận như chúng ta, nhưng hiện nay vẫn còn đang kẹt ở quê mẹ, đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Nhưng ban tổ chức đã làm việc rất vất vả
các anh em của chúng ta làm việc rất vất vả để tạo nên một cái nhịp cầu cho anh em của chúng ta có được cuộc hội ngộ như thế này, để thắt chặt cái tình like. Kính thưa quý vị, bên cạnh đó thì chúng tôi vẫn mong ước rằng, cũng như ban tổ chức mong rằng sau cuộc gặp gỡ này chắc chắn là đầy kỷ niệm, nhưng cũng ghi lại được một vài kỷ niệm đẹp, và chúng ta có thể giúp được các anh em cùng chung số phận của chúng ta còn đang ở quê mẹ. Và kính thưa quý vị, một lần nữa, những người đã bỏ rất nhiều công sức trong buổi tối hôm nay tạo nên được một cái bầu không khí rất ấm cúng, và tất cả các anh chị em của chúng ta đã bỏ rất nhiều thời gian công ăn việc làm cũng như việc học hành về đây để chúng ta cùng nhau hội ngộ. Đây là một đêm hội ngộ chắc chắn sẽ để lại cho chúng ta nhiều ký ức. Và những người trong ban tổ chức đó là ai? Xin quý vị một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho tất cả các anh em trong ban tổ chức tại miền Nam Cali của buổi tối hôm nay. Xin mời tất cả các anh em. Kính thưa cô chú và khán thính giả của các anh chị em thân mến, những anh chị em không like hoặc là chúng tôi xin thay mặt cho ban tổ chức gửi đến cô chú bác và anh chị em lời cảm tạ chân thành nhất. Và vì cô chú bác cùng anh chị em đã không quản ngại đường xa xa xôi đến đây để tham dự đêm hội ngộ này. Đối với anh chị là em Lai thì anh chị em trong ban tổ chức cảm ơn một. Thì đối với những quý vị anh chị em không Lai trong ban tổ chức phải cảm ơn rất bộ. Năm hồi hộp. Để cảm ơn thì đối với các cô chú ở đây, năm xin quý vị và anh chị em thông cảm cho những sự sơ sót. Ở đây cũng có rất nhiều anh chị em ở các tiểu bang khác về nơi đây để tham dự trong đêm nay. Để giới thiệu với các quý vị anh chị em, Nam xin giới thiệu những tiểu bang nào thì mong các anh chị em hãy đứng lên để cùng đi cùng ta. Thứ nhất là Iowa, kế tới là South Dakota, Kentucky, Utah, Dallas, Texas, Washington State, Denver, Minnesota, Dakota, Missouri, and Massachusetts. Để có được đêm hôm nay, ban tổ chức cũng không quên cảm ơn những anh chị em ở xa cũng như gần đã ủng hộ cho ban tổ chức từ hiện kim vật chất, không nhiều thì ít, chẳng hạn như những anh chị em sau đây, anh Minh ở Dallas đã ủng hộ cho ban tổ chức 400, anh chị Nhi cũng ở Dallas cũng 600, chị Sương đi đại diện cho các anh chị em ở tiểu bang Massachusetts ủng hộ 500, nhà hàng Người Bình 100. Anthony Trần 100, Anh Quốc 400, Mai Ánh 400. Đó là những quý vị có tên ở trên đây. Đại diện ban tổ chức không muốn kéo dài thời gian của quý vị nên đã tóm gọn như vậy. Còn có những nhiều anh chị em cô chú đã ủng hộ và thương mến nhiều lần. Cũng vì có những ủng hộ đó đã làm cho anh chị em trong ban tổ chức có nhiều nghị lực để đi tới trung điểm của ngày hôm nay. Ông bà đã từng nói một câu, bỏ lâu không lấy đi cùng, tuy rằng khác đấng nhưng chưa một giờ. Hôm nay trong ban tổ chức mạng phép xin đổi lại, Mỹ ơi không lấy bầu cùng, tuy là nó lớn nhưng không lập
được gì. Nếu các cô chú mà không ủng hộ hoặc cho những anh chị em trong ban tổ chức hôm nay có được điểm tựa, không những là chúng ta có những cái điểm tựa này, không những là anh chị em lại ở miền Nam Cali hay ở khắp nơi, mà có những nhiều anh chị em còn đang nhận lại ở Việt Nam rất mong được sự đóng góp này. Và mong rằng các anh chị em lai của chúng ta ở đây hãy mở rộng cánh tay và học lấy anh chị em chúng ta còn lọt lại ở Việt Nam, cho dù không nhiều thì ít. Nam cũng mong rằng các anh chị em hôm nay chúng ta ở đây không muốn nhìn thấy cả anh chị em chúng ta người mất và ta, hoặc là có những nhiều anh em đã phải chạy trốn qua Thái Lan để tị nạn. Mong rằng quý vị trong đêm hôm nay có một đêm hưởng nước mặt nhạc vui thoải mái và bữa cơm ngon. Chân thành cảm ơn. Và em xin tiếp lời với tất cả quý vị là đêm nay mục đích của chúng ta tổ chức ngày hôm nay là: thứ nhất, tất cả anh chị em lai chúng ta hội họp lại với nhau sau hai mươi mấy năm xa cách. Và thứ hai, chúng tôi số tiền hôm nay tìm được, chúng tôi sẽ giúp cho hơn 500 cái anh chị em lai còn kẹt tại quê nhà. Và ban tổ chức chúng tôi không quên xin cảm ơn tất cả quý vị ân nhân ẩn danh đã giúp cho ban tổ chức chúng tôi, các anh chị em nghệ sĩ, ban nhạc Angel và một số anh chị em đã làm việc rất âm thầm để cho việc tổ chức đêm nay thêm phần long trọng hơn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng không quên cảm ơn đến các đấng phu quân, phu thê đã không cảm cho chúng tôi trong những thời gian qua để có được buổi tổ chức hôm nay. Kính thưa quý vị, buổi tiệc hôm nay nếu có điều chi sơ sót, kính mong quý vị lượng tình tha thứ. Và sau đây, chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến toàn thể quý vị một người anh tinh thần. Anh luôn là một sợi dây, là một nhịp cầu để nối tất cả các anh chị em lai của chúng tôi trên tất 50 tiểu bang. Và anh luôn giúp đỡ chúng tôi trong mọi việc tổ chức, nhất là đêm nay chúng tôi lần đầu tiên tổ chức tại California cho đại hội tình lai không biên giới. Với tình thương yêu và giúp đỡ đó, chúng tôi xin hân hoan chào mừng đến anh Nhật Tùng đến từng tiểu bang Washington. Và trước khi gặp anh Nhật Tùng, ban tổ chức sẽ có một món quà trao tặng đến anh. Anh Nhật Tùng xin mến chào tất cả quý cô chú, quý anh chị em, tất cả những anh chị em online đã hiện diện trong ngày hôm nay và tất cả những người đến từ khắp nơi bên nước Mỹ đã về tham dự cái chương trình Tình Lai Không Biên Giới. Nói cho cùng thì Nhật Tùng vừa là một người bạn, vừa là một người anh. Nếu mà không có anh thì bọn Nam cũng không có thành công được đêm hôm nay, bởi vì nhờ anh giúp cho bọn, cho những anh chị em trong ban tổ chức rất là nhiều, không nhiều thì ít. Hôm nay Nam chính thức đứng đây tặng cho anh hai mình một món quà, nói là đại diện cho các anh em ở miền Nam California. Chân thành cảm ơn anh. Nhật Tùng rất là cảm động. Cảm ơn Nam cũng như tất cả các anh chị em ở Nam California có món quà rất là quý này cho Nhật Tùng, món quà rất tinh thần. Và đây là một cái điểm khích lệ cho Nhật Tùng để cố gắng, để giúp đỡ cùng nhau, chúng ta giúp đỡ together để làm mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Thật ra đó là Nhật Tùng không có làm gì nhiều lắm, mình chỉ có cái link để chịu khó là anh em ở khắp nơi thì khi mà có cái chuyện bất cứ tiểu bang nào nếu mà cần Nhật Tùng giúp đỡ thì Nhật Tùng cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ thôi. Thì đây là một món quà mà mình Nhật Tùng nhận mà mình cũng cảm thấy hổ thẹn. Thành ra là một lần nữa cảm ơn
anh chị em Nam California rất nhiều, và cũng như cảm ơn tất cả quý vị đang hiện diện hôm nay để mà support, để ủng hộ cho anh chị em ở Nam California. Và cái chương trình hôm nay, hồi nãy Nam thì nói là nhà Nhật Tùng, nên có cái ngày hôm nay thì cũng không phải là chính xác lắm. Thì thực sự ra nếu mà không có anh chị em ở Nam California mà chịu đứng ra mà để làm cái ngày hôm nay, thì dù Nhật Tùng hay là có ai đi nữa làm cũng không có được đâu, phải không quý vị? Thành ra là Nhật Tùng nghĩ là cái món quà hôm nay, những cái người mà phải nhận cái công lao này là Nam California. Thành ra là mình hy vọng rằng anh chị em California hãy cùng nhau đoàn kết để mà gây dựng cái gia đình của mình càng vững mạnh thêm nữa, và đi trên chính cái đôi chân của mình. Đó là cái niềm hạnh diện của tất cả anh chị em lại khắp nơi. Để tiếp lời cho anh Nhật Tùng, không, tuy là món quà đấy nó rất là nhỏ, nhưng nó chứa hết những tấm lòng của anh chị em trong ban tổ chức gói ghém vào trong cái món quà nhỏ mọn đó. Mong rằng các anh chị em và các tiểu ban khác sẽ vững vàng mà đứng hơn, đứng mạnh hơn cả Nam California. Và để tiếp tục chương trình, xin quý vị ăn ngon miệng và thưởng thức Nhật Tùng mở màn một bản nhạc. Cảm ơn chị Nam. Thì trước khi Nhật Tùng trình bày, thì Nhật Tùng cũng muốn thêm một vài điều để cho quý vị ở đây hiểu rõ. Là hiện tại bây giờ đó, là Nhật Tùng cùng với Trista Goldberg, she cũng là một baby lift operation mà she đến bên Mỹ này qua cái chuyện mồ côi. Thì she được một gia đình bác sĩ đã bảo trợ và nhận làm con nuôi. Và ngày hôm nay đó là she làm việc chung với cái tổ chức gọi là Family Tree. Mà nếu mà quý vị nào ở đây mà có đã từng nghe đến cái tổ chức này thì sẽ hiểu. Thì Trista Goldberg đó có contribute những cái kit giúp đỡ cho những anh chị em lai để mà tìm cha, ví dụ như là có thể là liên lạc để mua cái kit. Rồi từ đó là cái hội Family Tree này đó, khi mà họ test cái DNA đó, họ sẽ match với cái gia đình của cái người, một gia đình của mình. Thì những anh chị em lai nào ở Mỹ đó mà khi mà muốn cần để tìm cha thì có thể lấy cái card, cái composite này á, thì cái business card á, như tôi có để trên cái bàn phía trước, thì anh chị em có thể liên lạc thẳng để mà lấy cái kit. Và trong khi đó thì Trista ngày hôm nay đó, thì Trista lại có cái gia đình phải đi Hawaii, nên Trista có gửi lại một số kit này. Và Trista nói là để giúp cho những anh chị em lại bên Việt Nam để mà test cái DNA, tại vì rất còn rất là nhiều người bị kẹt lại không có đi, tại vì không có đủ bằng chứng về cái sự liên hệ của cái người lai với cái người cha Mỹ. Thành ra đó là cái bị từ chối, đó là không có đủ proof đó. Thì bây giờ đó là Nhật Tùng cùng với Trista sẽ cố gắng sẽ làm một cái thử DNA để mà dùng cái này, đây là một cái bằng chứng, đây là dòng máu lai, là cha của mình, cái dòng họ của mình là thuộc dòng họ nào, để mà chứng minh cho lãnh sự quán Hoa Kỳ biết rằng là những người này là người lai, để mà dùng cái đó là cái bằng chứng. Chứ bây giờ hình ảnh hay là thơ từ thì rất là khó có sau một ba mươi mấy năm như vậy. Thì chỉ có cái máu và cái DNA là cái conquer giúp để mà giúp cho những anh chị em lai này đó. Thành ra là khi mà giúp cho những anh chị em lai trong Việt Nam thì những cái số tiền mà test bên đây là một cái như vậy đó là 249 đô la, tức là 250 đô la. Thì tụi này những cái tiền cái quỹ như ngày hôm nay còn dư lại thì đó là những cái số tiền mà tụi này sẽ giúp cho những anh chị online để mà có cái số tiền để mà test cái DNA, rồi cùng dùng cái đó như cái bằng chứng để mà apply để mình đi qua Mỹ đó. Để bắt đầu chương trình ngày hôm nay, Nhật Tùng có một bài hát. Bài hát này Nhật Tùng đã sáng tác cho birthday của mẹ của Nhật Tùng. Và cũng là bài hát mà Nhật Tùng muốn đóng góp cho những người mẹ của anh chị em lai. Lời hát, lời ca dân mẹ, xin tất cả cùng thưởng thức nhạc phẩm này của Nhật Tùng đã sáng tác cho mẹ, cũng như mẹ của anh chị em lai. Và hy vọng rằng bài hát này đóng góp vào cái vườn hoa âm nhạc Việt Nam.
con tám tiếng câu chào đời. Mẹ đã cho con tiếng ca trên bờ môi. Lời mẹ ru xưa con sẽ luôn nhớ hoài. Dù thời gian trôi vẫn còn đẹp mắt hơn. Một đời hy sinh mẹ chưa che đàn con. Ngại gì dặn chuân bao nắng mưa dãi dầu. Tình mẹ bao la như biển sóc đại dương. Mẹ là chẳng sao mãi sáng muôn hàng sau. Soi bước con đi trong tình yêu thương. Thời gian trôi có trôi qua thật mau. Dù mai đây tóc có phai màu. Mẹ dấu yêu ơi, với mẹ con luôn nhỏ bé. Một nụ hoa thắm con kính dân mẹ hiền. Một bài ca nay hát dân mẹ thương. Vì ngày mai mẹ xa vắng xa. Là một ngày đời con biết bơ vơ. Mẹ là tình yêu cho ước mơ đời con. Là phần trắng soi trong bóng tối cuộc đời. Mẹ là nguồn vui ngày tháng tuổi thơ. Dẫn dắt con đi trên từng bước dài khờ. Dù cuộc đời mẹ chạy lắm nỗi trong gai.